Sáng ngày 22 tháng 3, ngày hội hướng nghiệp SIU Open Day 2024 của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đã thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh khối 12 Trường Quốc tế Á Châu Asian School. Với mục tiêu giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề phù hợp, chủ động, sáng tạo trong học tập, SIU Open Day 2024 tổ chức các lớp học trải nghiệm đa dạng trong lĩnh vực thể thao, ngôn ngữ, khoa học máy tính, kinh doanh, giúp các em hình dung trực quan việc học tập ở bậc học mới. Ngoài ra, các bạn học sinh còn được tham dự buổi chuyên đề AI và sự thay đổi yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai và được tư vấn giải đáp trực tiếp từ các chuyên gia tại buổi tư vấn hướng nghiệp kỹ năng chọn nghề trong thời đại số. Từ đó mang đến cho mỗi học sinh cái nhìn sâu rộng và chi tiết về nghề nghiệp tương lai trong thời đại hiện nay. Mình rất là đam mê với câu chuyện bếp núc với lại nấu ăn. Mình thấy siêu rất là chú trọng vào thực hành. Mình được chính tay làm ra những món ăn nên là mình cảm thấy rất là thích, rất là thú vị. Trước khi đến siêu thì em có tìm hiểu về ngành logistics. Đến siêu thì em được các thầy cô tư vấn rất là rõ và em hiểu được cái tầm quan trọng của logistics và rất là mong muốn được tìm hiểu thêm ngành logistics tại siêu. Em thấy những bài học ở đại học có vẻ là gần gũi hơn và sát với thực tế hơn. Nay em được tiếp xúc nhiều hơn, gần hơn với cái ngành mà em chọn nên là nghĩ là em sẽ tập luyện nhiều hơn ở cái mảng mà hôm nay nhà trường cho em trải nghiệm. Lần thứ hai em quay lại em thấy là thay đổi rất nhiều thứ. Là cơ sở vật chất là rộng rãi hơn rất nhiều và công nghệ, chỗ học tập thì rất là hiện đại. Trong tương lai thì chắc chắn là em sẽ quay lại đây và em muốn trải nghiệm thêm nhiều cái hoạt động ở đây nữa. SIU Open Day 2024 không chỉ là cơ hội để học sinh khám phá môi trường học tập hiện đại, năng động tại SIU, mà còn giúp các em định hình và xác định hướng đi cho nghề nghiệp tương lai một cách tự tin và chắc chắn.